giảm giá đầu xuân tất cả các xe tải cũ mới về tại salon đặt xe tải. Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, và tôi là Ngọc Hàn, chuyên viên kỹ thuật của đặt xe tải. Ngày hôm nay tôi sẽ báo giá chi tiết tất cả những chiếc xe đang có mặt mới về tại salon đặt xe tải. Và đặc biệt hơn, tại video này quý vị được nhận một cái mã coupon, một mã giảm giá đặc biệt ưu đãi dành cho anh em, chỉ dành riêng cho anh em mà đang theo dõi video này mà thôi. Và ngay lúc này tôi sẽ báo giá chi tiết, giá niêm yết tại salon. Đầu tiên là các dòng xe tải nhẹ Kia K2007, thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một mẫu xe biển 9803410. Đây là chiếc xe Kia K2007 đời 2009 với mức giá thành đang hiện bán tại salon của đặt xe tải, đó là 165 triệu đồng bao gồm điều hòa và lót sàn đầy đủ. Và đây là một chiếc xe 100% không lỗi nhỏ, và anh em hãy nhìn chi tiết chiếc xe này. Như tất cả mọi người đều thấy rằng đây là một chiếc xe có khám phí dài đến tháng 6 năm 2020. Tất cả những chiếc xe đời 2009 thì bây giờ chúng 6 tháng, tức là chiếc xe này vừa mới khám xong, và chúng ta sở hữu chiếc xe này thì chỉ được về đổ dầu và kinh doanh. Và đặc biệt dịp Tết đến xuân về này, nếu anh chị em, cô chú bác mà có dự định kinh doanh thêm để có một cái Tết ấm lo hơn, tuyệt vời hơn, thì đây là một mẫu xe có thể đảm bảo được cái vấn đề về giá, đó là giữ giá. Cho dù là năm sau anh chị em, cô chú bác bán lại thì giá nó vẫn như thế này. Tại vì đây là cái dòng Kia, và là dòng Kia K2007 máy cơ, cabin lật. Đó. Đây hệ thống thùng. Thời tiết hôm nay hơi tối một chút vì trời chưa sáng, cho nên cô chú bác, anh chị em thông cảm nếu mà thiếu ánh sáng một chút. Bên cạnh chiếc K2007 này thì là một mẫu xe Kia K3000 đời 2011, màu xanh dương, biển 24. Và đây là một chiếc xe Kia K3000 đời 2011 chạy bằng nhíp, phù hợp với những công việc mà chở trâu, chở bò, chở lợn, hoặc là chở những hàng nặng trên những cung đường đèo hoặc là trên đường khó đi, chở từ 2 tấn cho đến 4 tấn, tải trọng 1 tấn 4 và hạ tải xuống còn 1 tấn 1. Và chiếc xe này khám phí đến tháng 3 năm 2020. Chiều dài thùng của chiếc xe này là 3m4, khác với dòng xe K2007 nó chỉ có dài thùng đó là 3m130 mà thôi. Đó, chiếc xe này đã có điều hòa và trang bị lót sàn Elox. Trang bị lót sàn y lộng. Đây. Đó. Và chúng ta đến với một chiếc xe màu trắng dành cho anh em, cô chú bác kinh doanh, và đặc biệt là kinh doanh hàng hóa như là gạch men, gạch ốp lát, hoặc là phông dạp, hoặc là chở nước, hoặc là chở sơn, thì phù hợp với công việc đó là thùng lửng như thế này. Đây. Thùng lửng. Đây là một chiếc xe Kia K125 tải đủ 1 tấn 25 đời 2010. Tôi không nhớ rõ đây là 14 hay 15. Đây là chiếc xe đời 2014 với giá thành đó là 215 triệu. Chiếc xe này có giá bằng với chiếc xe K3000 tôi vừa mới giới thiệu, cũng 215 triệu. Và tất cả giá ngày hôm nay, đây là tôi đang đọc giá niêm yết, và để nhận mã khuyến mãi thì mã khuyến mãi ngày hôm nay là gặp đặt xe tải. Mời cô chú bác
anh chị em alo tới số điện thoại hiện trên màn hình để nhận được mức giá tốt hơn khi đọc mã giảm giá. Chiếc xe đã được trang bị điều hòa và lót sàn inox rồi. Đó. Tôi luôn có những clip chi tiết ở phần mô tả, thì kính mời anh em bấm vào phần mô tả để xem chi tiết hơn về tất cả những chiếc xe. Và chúng ta đi vào ở bên trong đây. Thì ở đây có một chiếc K165 đời 2017. Và đây là một chiếc K165 đời 2017. Và chiếc xe này bạt thì ngày hôm qua thì tôi đã đổi cho anh chị lấy con K165 đời 2017 đăng ký 2018 rồi. Đấy, cho nên là tôi đang đặt may rồi, cho nên chiếc xe này đầy đủ bạt hết nhá. Chiếc xe này là tải trọng 2,4 tấn, thùng dài là 3,5 mét. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Đó. Và chiếc xe này có giá hiện tại tôi đang niêm yết tại hệ thống đặt xe tải là 345 triệu đồng. Phù hợp với những công việc là chở trâu chở bò. Cái thùng này thì nhiều anh em có thể chở được khoảng hơn 6 con trâu rồi. Khoảng hơn 6 con trâu rồi. Đấy. Bên cạnh thì đây là một chiếc xe thùng lửng dành cho công việc cần thùng lửng. Chở nước, chở sơn, chở gạch ốp lát. Với tải trọng của chiếc xe này là 2,4 tấn, đời 2016. Giá hiện tại của em nó là 320 triệu đồng. Và bên cạnh là một chiếc xe Kia K3000 đời 2000 với mức giá đó là 115 triệu đồng. Một chiếc Kia Frontier nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Riêng video clip này bạn hoàn toàn có cơ hội nhận mức giá ưu đãi hơn rất rất nhiều so với mức giá ưu đãi. Tại vì dịp cuối năm rồi và đầu xuân năm mới, tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn luôn ngập tràn hạnh phúc và chọn được xe không những phù hợp với nhu cầu của mình mà còn có những chiến lược rõ ràng để mà phát triển kinh tế, đem lại cái đích đến cuối cùng, đích đến lớn nhất của cuộc đời mình, đó là mang lại hạnh phúc gia đình mình. Xin trân trọng cảm ơn. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165. Và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.